4 cuộc cách mạng công nghiệp từ 1.0 đến 4.0 4.0 là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Trước đó đã có 3 cuộc cách mạng công nghiệp nữa gọi là 3.0, 2.0 và 1.0 Mỗi cuộc cách mạng công nghiệp đều gắn với sự ra đời của một hoặc là một số phát minh giúp cho đời sống nhân loại thay đổi hoàn toàn, bước một bước đột phá, nhảy vọt mang tính cách mạng. Clip này là để em nắm bắt các thông tin cơ bản nhất về bốn cuộc cách mạng công nghiệp mà loài người đã trải qua. Trước tiên, để cho dễ hình dung, mình sẽ chọn duy nhất một từ đặc trưng để gán cho từng cuộc cách mạng công nghiệp nha. Nếu phải chọn một từ để gán cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất thì đó sẽ là từ máy hơi nước hay là động cơ hơi nước. Tương tự, cuộc cách mạng 2.0 là từ điện. Cuộc cách mạng công nghiệp 3.0 là từ máy di tính. Và cuộc cách mạng 4.0 là từ Internet. Cuộc cách mạng công nghiệp lần 1 diễn ra vào thế kỷ thứ 18 với phát minh ra các máy móc chạy bằng động cơ hơi nước và sức nước đã làm thay đổi hoàn toàn phương thức sản xuất thay thế sức lao động của con người bằng máy móc, từ đó đẩy mạnh năng suất sản xuất lên gấp hàng chục lần. Thí dụ trong ngành dệt may, năng suất tăng lên gấp 40 lần. Nghĩa là trước đây, thí dụ trong một giờ, một công nhân có thể dệt ra một mét giải bằng các công cụ và sức người. Thì kể từ khi ứng dụng máy móc chạy bằng máy hơi nước và sức nước để làm ra máy dệt giải, thì cũng với số lượng công nhân không đổi và thời gian không đổi, nhưng có thể dệt ra đến 40 m vải. Một ngành khác hưởng lợi lớn từ cuộc cách mạng công nghiệp 1.0 là ngành vận tải. Thí dụ như trước khi cuộc cách mạng 1.0 nổ ra, khi di chuyển bằng đường thủy thì người ta phải chèo thuyền bằng tay hoặc là dùng sức gió như là buồm. Từ khi phát minh ra động cơ chạy bằng hơi nước thì người ta đã chế ra tàu thủy chạy bằng hơi nước để thay thế. Chiếc xe lửa đầu tiên chạy bằng máy hơi nước cũng được phát minh ngay sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Đó là vài nét về cuộc cách mạng công nghiệp 1.0. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, cuộc cách mạng 2.0 gắn với từ điện diễn ra trong khoảng thế kỷ thứ 19. Sự phát triển của mạng lưới điện một chiều và mạng lưới điện xoay chiều là thành tựu tiêu biểu nhất của cách mạng 2.0. Như mình vừa trình bày lúc nãy, thành quả từ cuộc cách mạng 1.0 đã giúp cho năng suất dệt vải tăng lên gấp 40 lần. Nhưng đó là khi máy dệt vải vẫn chưa có điện để chạy mà nó vẫn chạy bằng động cơ hơi nước. Còn trong cuộc cách mạng 2.0 này, thì máy dệt vải giờ đây đã có thể chạy bằng điện, năng suất nhờ đó không phải tăng lên hàng chục lần mà hàng trăm lần. Sản phẩm được máy móc sản xuất hàng loạt trong thời gian rất ngắn, giải phóng sức lao động của con người. Sự ra đời của mạng lưới điện đối với cuộc sống con người thì chắc là em cũng biết nó có ý nghĩa lớn như thế nào rồi ha. Đối với cuộc sống thường nhật trong các gia đình thì em thấy là các tiện nghi như máy giặt máy lạnh, tủ lạnh, máy rửa chén, máy hút bụi, tivi, dân dân là những máy móc đơn giản và gần gũi nhất mà em có thể hình dung. Em cứ thử tưởng tượng cả thế giới bị mất điện chừng chừng một tuần thì em sẽ hình dung được cuộc cách mạng 2.0 đã làm thay đổi cuộc sống nhân loại như thế nào. Đó là vài nét cơ bản về cuộc cách mạng 2.0. Cuộc cách mạng công nghiệp lần 3 diễn ra trong thế kỷ 20. Cách mạng 3.0 được gọi là cách mạng kỹ thuật số, bắt đầu cho kỷ nguyên công nghệ thông tin. Nói một cách đơn giản cho em dễ hình dung thì sự ra đời của máy di tính là một biểu trưng cho cuộc cách mạng 3.0. Em có thể hình dung sự thay đổi của cách mạng 3.0 đối với đời sống qua thí dụ sau đây. Trước cách mạng 3.0, người ta lưu trữ hồ sơ thông tin bằng sổ sách. Và sau đó, khi máy vi tính ra đời, vô số thông tin dữ liệu từ những đống sổ sách còng kền to đùng có thể nhét gọn vào trong bộ nhớ của một chiếc máy vi tính nhỏ bé. Và tất nhiên, chiếc máy vi tính không chỉ là nơi lưu giữ sổ sách, hồ sơ, dữ liệu. Đó chỉ là một thí dụ điển hình cho em dễ hình dung thôi ha. Với cách mạng 3.0, máy móc đã thay thế con người thông qua quá trình tự động hóa trong hoạt động sản xuất. Robot là một thí dụ cho việc công nghệ có thể giải phóng con người khỏi các công việc nhàm chán lặp đi lặp lại như thế nào. Cuộc cách mạng 3.0 cũng là nền tảng và động lực thúc đẩy cuộc cách mạng 4.0 với sự bùng nổ Internet cũng như ngành diễn thông. Trên đây là vài nét cơ bản về cuộc cách mạng 3.0. Nếu cuộc cách mạng 3.0 mang đến cho loài người chiếc máy di tính, thì cuộc cách mạng 4.0 với sự bùng nổ của Internet đã tạo ra một bộ đôi hoàn hảo để thay đổi hoàn toàn cách con người kết nối, giao tiếp, trao đổi, tương tác với nhau. Sự bùng nổ của Internet và ngành diễn thông bắt đầu từ những năm 90 của thế kỷ 20 nhưng mà để cho dễ nhớ thì chúng ta cũng có thể gắn mốc thời gian cho cuộc cách mạng 4.0 là thế kỷ thứ 21 ha, cho dễ nhớ. Tại vì thập niên 90 của thế kỷ thứ 20 cũng là những năm cuối cùng của thế kỷ 20 rồi. Cuộc cách mạng 1.0 là thế kỷ 18. 2.0 là thế kỷ 19, 3.0 là thế kỷ 20 và 4.0 là thế kỷ 21. Như vậy em dễ nhớ hơn ha. Nếu như trong cuộc cách mạng 3.0, máy móc có thể dần dần thay thế con người đến mức tự động hóa hoàn toàn quy trình sản xuất mà không cần có sự tham gia của con người, thì cách mạng 4.0 lại nâng lên một mức cao mới. Những cỗ máy giờ đây đã được gắn với hai từ thông minh, nghĩa là ngoài việc thay thế con người, các cỗ máy này còn có thể liên tục tự theo dõi quy trình hoạt động của chính nó tự phát hiện ra lỗi của nó và tự đưa ra dự đoán lỗi để đề xuất các biện pháp phòng ngừa và hành động khắc phục khi nói đến đây em có thể liên tưởng đến một thuật ngữ đang rất thịnh hành trong thời gian gần đây đó là ai ai là viết tắt của từ artificial intelligence tức là trí tuệ nhân tạo một trong những ứng dụng mà em có thể hình dung là những chiếc xe không người lái nó không đơn thuần là tự lái theo kiểu là bật nút khởi động rồi đi từ A, khi đến B thì bật nút tắt dừng. Trí tuệ của nó nằm ở chỗ là trên đường đi, nó không chỉ có thể tự nhận diện các loại chứng ngại vật và ghi nhớ từng loại chứng ngại vật để đưa ra những phương hướng xử lý ngay lập tức. Hay là dừng nghỉ mỗi khi nhận diện tín hiệu đèn giao thông mà nó còn có thể tự học hỏi và ghi nhớ tất cả các kinh nghiệm lái xe giống như cách mà bộ não con người ghi nhớ và học hỏi tự xử lý các tình huống mới phát sinh dựa trên các kinh nghiệm cũ. Nó là những cổ máy không chỉ có bộ nhớ đơn thuần mà còn có trí tuệ, và trí tuệ đó là do con người tạo ra, cho nên mới gọi là trí tuệ nhân tạo. Một số lĩnh vực mà AI đang được ứng dụng như là giáo dục, y tế, tài chính, kế toán, dân dân. Thí dụ, trên màn hình em đang thấy là hình ảnh một lớp học tiếng Anh dành cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở ở Nhật đầu dạng màu trắng trên các bàn học là một robot dạy tiếng Anh có ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Học sinh có thể luyện tiếng Anh với con robot này, đặc biệt là luyện kỹ năng nghe nói, giao tiếp. Thay vì luyện với thầy cô giáo, thì học sinh giờ đây có thể luyện giao tiếp tiếng Anh với robot có tích hợp AI. Tại Trung Quốc, người ta còn đưa robot AI vào trợ giảng trong các lớp học mầm non. Lĩnh vực y tế cũng đã và đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trong các công việc như là hỗ trợ chẩn đoán bệnh, phân tích hình ảnh, thí dụ như phân tích các ảnh chụp x-quang của bệnh nhân, dân dân. Thậm chí người ta còn hướng đến việc sử dụng AI để tạo ra những con robot có thể làm bạn, trò chuyện với con người như người thật Các cuộc cách mạng công nghiệp và đặc biệt là cách mạng 4.0 không chỉ dần thay thế sức lao động của con người bằng máy móc mà giờ đây có vẻ như nó còn có khuynh hướng thay thế trí tuệ của con người và thậm chí là các nhu cầu tình cảm của con người luôn. Ghê ha! Như em đã biết, trí thông minh, trí tuệ và tình cảm là những thứ mà trên hành tinh này chỉ duy nhất con người mới có. Với cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra, có vẻ như những điều đó đang thay đổi. Chính vì vậy, bên cạnh việc đề cao những thành tựu đáng kinh ngạc mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại, một số người cũng tỏ ra hoang mang, lo ngại về một ngày nào đó, các cỗ máy thông minh có thể thay thế con người làm chủ hành tinh, giống như trong các bộ phim diễn tưởng Hollywood mà chúng ta đã từng xem. Chúng ta đang may mắn sống trong thời đại 4.0, Thụ hưởng các tiện nghi của bốn cuộc cách mạng công nghiệp cũng như của cuộc cách mạng 4.0 mang lại theo em, cuộc cách mạng 5.0 khi nào sẽ xảy ra? Và lúc đó, nhân loại sẽ được chứng kiến những phát minh, những thành tựu dược bậc gì tiếp theo? Mình tạm kết thúc bài nói chuyện này ở đây ha. Chủ đề này còn rất nhiều khía cạnh, nói hoài cũng không hết. Clip này là để em nắm bắt các thông tin cơ bản nhất thôi nha. Các thông tin cơ bản nhất về 4 cuộc cách mạng công nghiệp mà loài người đã trải qua. Chúc em học tốt!